Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì dạo gần đây thì mình thấy có rất là nhiều anh em bắt đầu tham gia vào cái lĩnh vực sửa chữa pin, đổ pin này kia. Tại vì ở trên cái kênh YouTube của mình đó, có rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi mình về cái việc mà sửa chữa này kia. Bỗng dưng trong năm 2024 này thì nó lại rộ lên cái vấn đề về sửa chữa pin, đổ pin này kia các thứ. Rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình mà mình không có thời gian trả lời. Và mình làm video này để chia sẻ anh em về cái vấn đề mà chia sẻ kiến thức, chia sẻ dữ liệu này kia các thứ để mà liên quan đến cái việc mà sửa chữa pin, đổ pin này kia rồi đó. Thì mình có cái kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì anh em cứ nhắn tin vào, khi nào mình rảnh thì mình sẽ xem bình luận và mình sẽ phản hồi anh em. Thực ra là mình rất là ít xem bình luận trên kênh YouTube, mình chỉ làm video mình đăng lên và mình không có xem, mình rất là hạn chế xem những cái bình luận đó. Thì có những cái bình luận rất là tiêu cực, có những cái bình luận thì cũng rất là hay, nhưng mà nói chung ra là mình không có thời gian để mình xem. Anh em nên vào cái kênh mà Telegram á, Telegram, hoặc là anh em nhắn tin trực tiếp qua Messenger cho mình đi, mình sẽ xuyên, mình sẽ trả lời anh em hơn nha. Telegram, Messenger thì mình có để dưới phần mô tả, bất kỳ video nào mình cũng có để nó ở dưới phần mô tả hết. Anh em cứ vào mô tả xem cái kênh Telegram và cái Messenger của mình, anh em nhắn qua. Thì ở đó sẽ có nhiều những cái anh em mà có kiến thức, anh em sẽ chia sẻ cho anh em về cái việc mà sửa chữa nó sẽ như thế nào. Còn mình thì mình không có nhiều thời gian, cho nên là đôi khi là anh em nhắn mình không có trả lời được nha. Rồi một cái nữa mình xin nói về cái vấn đề là sửa chữa pin. Tại vì nhiều anh em nhắn những câu hỏi lặp đi lặp lại hoài thì mình không thể nào mình trả lời hết được. Tại vì ai cũng hỏi câu hỏi đó và mình trả lời cho 100 người rất là mệt, trả lời cho 1.000 người rất là mệt. Cứ câu hỏi đó đã có giải pháp, mình đã từng làm video mình trình bày về cái cách mà để triển khai nó rồi, mà anh em lười tìm kiếm, anh em không có xem á, anh em cứ nhắn hỏi mình lặp đi lặp lại, mình rất là mệt luôn. Nên mình sẽ không trả lời những cái câu hỏi lặp đi lặp lại đó. Và giờ mình làm cái video này mình tổng hợp chung lại để anh em có một cái nhìn tổng quan về việc sửa chữa pin, hay là cứu những cái viên pin bị lỗi, bị hỏng, không sử dụng được, vân vân đó. Rồi ok anh em. Xin nói ngắn gọn như thế này để anh em dễ hiểu ha. Cái viên pin của anh em hay là bất kỳ một cái thiết bị nào đó mà của anh em đang sử dụng bình thường, bỗng dưng một ngày nó không thể tiếp tục sử dụng vì bất kỳ lý do gì đi nữa, có nghĩa là không thể sử dụng được, chẳng hạn như viên pin cắm vào không mở nguồn lên được, không sạc được, nó như là một cái xác chết vậy đó, thì nó là một cái viên pin bị hư hỏng, bị hư một cái gì đó ở bên trong, bị hỏng một cái gì đó ở bên trong. Và đương nhiên là anh em đừng bao giờ nghĩ rằng anh em có cái phần mềm, anh em có cái công cụ kết nối vào viên pin, sau đó anh em mở máy tính là anh em bấm nút là cái viên pin của anh em nó sẽ sử dụng bình thường được, thì chuyện đó nó sẽ không có nha anh em. Không có đâu. Đừng có nghĩ là nó đơn giản như vậy. Anh em khi anh em nghe những cái người trên Facebook, anh em nghe những người trên YouTube, những người mà truyền đạt những cái kiến thức nhưng mà nó không có rõ ràng, nó không có cụ thể, nó không có chi tiết, và nói một cách nó lan man, thì anh em làm anh em rối, anh em lầm tưởng cái việc là cái công cụ mà mở khóa pin đó, cái phần mềm và cái mạch kết nối với pin đó, nó là một công cụ rất là thần thánh, có thể chích vàng một phát là pin nào cũng sống dậy, thì chuyện đó không bao giờ có. Phải hiểu là như vậy. Viên pin của chúng ta bỗng dưng một ngày nó không thể sử dụng được, tức là nó đã bị hỏng một cái gì đó ở bên trong. Và khi nó hỏng thì bắt buộc phải sửa nó, phải biết nó hỏng chỗ nào, sửa cái chỗ nó hỏng, hoặc là thay thế chỗ nó hỏng. Sau khi mình sửa chữa, mình tìm ra được cái chỗ nó hỏng rồi, mình thay thế bằng một cái gì đó mới rồi, nó ok rồi, thì lúc đó cái công việc cuối cùng mới là cái công việc mà cắm cái phần mềm vô, cắm cái máy tính vô ha, kết nối công cụ vô, rồi mở lại, reset lại viên pin để cho nó lên nguồn, để cho chúng ta tiếp tục sử dụng. Thì cái việc đó là cái việc cuối cùng anh em, chứ không phải là cái việc bắt đầu, cái việc ban đầu đâu anh em. Anh em phải biết nó hư cái gì, sửa cái đó, sửa xong rồi ok hết rồi, sau khi kiểm tra này kia các thứ ok rồi thì mới cắm phần mềm và giải quyết vấn đề về phần mềm. Thì trong viên pin á, nếu mà hư hỏng mình nói cho nó đơn giản dễ hiểu thì nó có hai phần rất là dễ hư hỏng. Thứ nhất đó chính là cell pin thì khoảng 80% các trường hợp hư hỏng thì nó sẽ là hư hỏng cell,
Hư hỏng seal thì phải thay seal, chứ đừng có nói là sửa seal. Chuyện sửa seal, seal sửa gì giờ, chỉ có sạc, xả, sạc và xả. Thì hỏng seal cứ nghĩ tới cái việc đầu tiên là thay seal đi, thay seal trước cái đi rồi tính gì tính nha. Thay seal xong rồi á, ví dụ như chúng ta thay một, chúng ta có seal mới, chúng ta thay cái seal mới vào, thay xong rồi mà nó vẫn không lên thì chúng ta mới nghĩ tới vấn đề khác đó. Thì vấn đề khác có thể là hư hỏng mạch điện. Hư hỏng mạch điện nếu mà seal mà chúng ta đã thay mới rồi mà vẫn không lên, vì rất là nhiều lý do nó không lên và đã làm đủ mọi cách rồi để vẫn không lên, thì nó sẽ là cái việc hư hỏng mạch điện. Hư hỏng mạch điện thì nó khá là khoai anh em. Hư hỏng mạch điện thì nó có rất là nhiều thứ liên quan tới cái mạch điện, rất là nhiều cái linh kiện ở trên mạch điện và không thể biết được là nó hư cái gì. Cái này thì anh em cần phải có kiến thức về điện, về mạch điện, về linh kiện điện tử, về rất 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 nhiều thứ luôn, cả phần mềm luôn nữa đó. Thì anh em phải biết để anh em tìm ra được cái chỗ hư và anh em sửa chữa nó. Còn nếu anh em không biết, không tìm ra được chỗ hư để sửa chữa thì anh em có mò, có dọc phần mềm, anh em có ngồi bấm phần mềm cả ngày luôn, bấm cả ngày luôn nó cũng không lên. Cái phần mềm nó chả giải quyết được vấn đề gì hết anh em. Mà chúng ta phải biết là nó hư cái gì, chúng ta sửa cái đó, thay cái đó. Thay xong hết rồi chúng ta kiểm tra đo đạc đủ hết mọi thứ về mạch điện, về seal pin, về phần mềm, xong rồi đủ hết, hội tụ hết tất cả yếu tố lại thì cái viên pin chúng ta nó mới hoạt động bình thường. Còn nếu mà anh em hỏi là sửa đó như thế nào, chi tiết cụ thể từng cái đo đạc sao thì cái này mình không chia sẻ nổi, tại vì nó rất là nhiều, nó liên quan tới vấn đề sửa chữa điện thì nó bao la, nó tràn gian đại hải, nó nhiều lắm anh em. Nó nhiều đến mức độ mà gọi là một cái con linh kiện thôi là anh em phải biết là nó có thể hư rất là nhiều kiểu. Rồi nhiều con linh kiện như vậy, nhiều những cái thành phần để cấu thành một cái thiết bị như vậy thì mình không thể nào mà chia sẻ hết được. Có những cái kiến thức mà anh em phải gọi là kinh nghiệm á, làm nhiều, làm lâu năm anh em biết. Rồi có những cái kiến thức anh em phải mua bằng tiền. Rồi có những kiến thức anh em có tiền mua cũng không được. Có tiền mua cũng không được luôn, không ai chia sẻ nó hết á. Người ta độc quyền những cái mà để tạo nên cái thương hiệu của người ta, để người ta độc quyền cái vấn đề người ta làm ra cái đó đó, thì không có ai chia sẻ hết. Mà không ai chia sẻ hết thì làm sao biết, thì phải tự mò nha. Có rất là nhiều những cái mà anh em có tiền, có rất nhiều tiền luôn cũng không mua được nha. Chứ không phải là cứ nói tôi có tiền là tôi làm gì cũng được, không có đâu. Có những cái có tiền cũng không làm gì được luôn. Và những cái đó chúng ta phải mò, chúng ta phải nghiên cứu, hợp sức nhiều người lại cùng nghiên cứu. Nói chung là chỉ có cái cục pin thôi mà nó đã phức tạp như vậy thì anh em nghĩ là không có cái gì là trên đời này nó đơn giản hết. Vì vậy cho nên là làm cái gì thì chúng ta phải cần có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu từ từ. Cái gì không biết thì hỏi, mà nếu người ta không trả lời tức nghĩa là cái kiến thức đó, một là nó đã được giải quyết, đã được trả lời lại rất nhiều lần mà mình chưa biết. Hai là kiến thức đó không thể chia sẻ, hoặc muốn thì phải mua bằng tiền, hoặc là có tiền cũng không mua được đó. Như vậy mình nói như vậy để mình muốn chia sẻ với anh em rằng cái việc chúng ta làm một cái gì đó trên đời này nó không có đơn giản. Mình không phải là mình dạy đạo hay là mình dạy kiến thức cuộc sống gì cho anh em hết, nhưng mà phải hiểu là có những cái là nó không có chia sẻ, không có mua được, không có tìm được thì chúng ta phải chấp nhận nha. Còn nếu như mà anh em gọi là thực sự đam mê thì mình nghĩ là sẽ có cách để anh em có thể giải quyết được những cái bài toán khó, những cái công việc mà nó khó khăn nếu anh em thực sự đủ đam mê. Rồi ok, nói tóm gọn lại là cái phần mềm để mở khóa pin gì đó nó không phải là cái công cụ thần thánh, nó cũng không phải là cái thuốc mà chích vô là nó sẽ tỉnh lại, sẽ hồi sinh lại các viên pin bị hư nha. Rồi anh em phải tìm hiểu nhiều kiến thức vô, nhiều những kiến thức vô để chúng ta giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Vì hiện nay không có cái mic đem theo, ngẫu hứng làm video này thôi nên là chất lượng thanh có thể hơi tệ, mong anh em thông cảm. Anh em đừng quên subscribe nha, và có cần gì thì cứ nhắn tin qua Telegram hoặc là nhắn tin qua Messenger cho mình để mình trả lời anh em nhanh hơn. Còn nhắn bình luận trên YouTube thì cả một năm nửa tháng mình mới coi một lần, cho nên là có những cái bình luận mình sẽ không có trả lời được, hoặc là quên, hoặc là nó bị thiếu sót gì đó thì mong anh em thông cảm.